À, tôi thì cuốn 75 tuổi, tôi một mình tôi sống. À, tôi thì bệnh tiểu đường, huyết áp, tim, nhức khớp xương, giờ bệnh đủ thứ cho gan nhiễm mỡ nữa. Giờ nhờ em út cô bác cho tiền mua thuốc uống thêm. Tôi giờ không có làm gì ra tiền thiệt, từ nào giờ nay 75 tuổi giờ có tật nữa, giờ lết lết nhà đây nè. Mạnh thường quân hôm trước còn có lợi cho tráng cái nền này sạch sẽ, tôi lết tới tôi thấy tôi lết vậy ta tán cho tôi. Cụ Quỳnh Thị Bền, 92 tuổi, ở Úc, biếu bà 500 ngàn mua gạo. Cảm ơn. Cảm ơn cô Bền ở Úc rất nhiều, tôi cảm ơn nhiều. Giờ tôi già tôi không mần, dù có tiền, dù có mấy đứa con chết để nhờ cô bác gì rồi giúp đỡ gì cho tôi sống qua ngày. Giờ ở có mình rồi bố. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.